Chuyển động kết hợp triều cường đã gây tình trạng sạt lở ở xóm Châu Tân, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Trước tình trạng này, người dân nơi đây bày tỏ nhiều lo lắng. Từ tối ngày 19 tháng 10 đến 20 tháng 10, thủy triều dâng cao đã xâm thực vào vườn nhà dân đến hàng trăm mét tính từ mép biển, đồng thời gây sạt lở nghiêm trọng dọc bờ biển, đánh sập 4 tuyến đường dân sinh, các tuyến sập từ 10 đến 30 mét và đang có nguy cơ tiếp tục sạt lở thêm. Nhiều diện tích đất ven biển bị sạt lở tạo hàm ếch, dựng vách đất đứng, cây dương liễu, cây dưới biển cũng bật gốc, trôi rễ cả mét. Về lâu dài, Ủy ban Nhân dân xã Bình Châu đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Bình Sơn kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và cấp thẩm quyền xem xét đầu tư khẩn cấp kè chống sạt lở để đảm bảo tính mạng và tài sản cho người dân.